Xin chào tất cả các tình yêu của em nha. Trước khi vào clip, em muốn khoe với nhà mình một tí là hiện tại em đang được tận hưởng không khí trong lành mát lạnh của một buổi sáng mùa thu. Thế nhưng mà nãy giờ những gì em chia sẻ đó chỉ là ước mơ thôi. Còn thực tế là sao? Thực tế là em đang ngồi giữa rời nắng 12 giờ trưa và nhiệt độ Hà Nội lên tới 45 độ C. Để các bác thấy rằng là em nắng nóng cực điểm đến mức độ như thế nào. Đây các bác không tin ạ. Đó, em vừa ngồi vừa nói chuyện với chia sẻ mà mồ hôi mồ kem vã ra như tắm đây ạ. Để cho các bác thấy rằng là không có một cái ngành nghề nào vất vả, kham khổ, vật vã như là diễn viên. Em nói thật là sinh nghề tử nghiệp, chót lỡ yêu nó rồi thì em phải theo thôi ạ. Chứ bây giờ mà sống chết mà làm diễn viên em sợ lắm, em không dám làm đâu. Thế nhưng mà không sao nha, em vẫn tự tin tỏa sáng nha. Em vẫn gọi là watch sở lách nha, vẫn gọi là tự tin chia sẻ với nhà mình là bởi vì nắng mưa là việc của trời. Da căng trắng sáng là dạng người beauty. Thế nên ngày hôm nay nhân thể là có nửa tiếng nghỉ trưa thôi mà em phải tranh thủ ra đêm quay clip để em chia sẻ tới nhà mình. Thì xin phép nhà mình, đặc biệt là các chị đẹp ngày hôm nay muốn chăm sóc da, bảo vệ da khỏi ánh nắng trực tiếp của mặt trời thì cố gắng chú ý lắng nghe những gì em chia sẻ ngay sau đây. Dạ, báo cáo với nhà mình là sau 2 năm rời dòng dã vật vã chinh chiến bền bỉ sử dụng viên uống chống nắng trắng da, dưỡng trắng da Beauty Blood của em Ngọc Trinh thì hiện tại đến giờ phút này da em không trắng bóc mịn màng như là cô em Ngọc Trinh của em. Thế nhưng mà cũng gần được là như vậy. Bởi vì sao ạ? Báo cáo mọi người là em đi quay từ sáng đến đêm, nhiều khi Trinh nó còn được nghỉ ngơi an dưỡng ở trong nhà. Khi mà em là cái lúc nào mà nắng nhất thì em ra ngồi phơi nắng. Đấy, cái thời gian mọi người nghỉ trưa mà em đang quay chầy chật ở ngoài nắng. Thế nhưng mà nói thật, tự tin mọi người là làm da vẫn rất là căng bóng mịn màng, không có một nốt mụn nào trên da và không có bất cứ một cái dấu hiệu lão hóa nào ở trên da cả. Mà nói thật nha, mình là năm nay em cũng đầu 30 chơi vơi rồi. Sau cái ngưỡng tuổi 30 là ngưỡng tuổi mà chị em phụ nữ chúng mình gặp rất nhiều vấn đề về lão hóa cho da. Bởi vì lúc đó cái estrogen ở bên trong cơ thể mình nó không còn nhiều nữa. Chính bởi vì vậy mà người ta đã thiết kế ra cái Beauty Blood này, là cái viên uống chống nắng trắng da gọi là số 1 của Việt Nam này. Và sản phẩm này là đầu tiên là em được em Ngọc Trinh xinh đẹp và tặng. Nhưng sau khi được tặng rồi là phải rút hầu bao ra, xì tiền ra là để mua về để dùng. Bởi vì khi đã dùng là gây nghiện, mà một khi đã nghiện là không bỏ được. Báo cáo với nhà mình là 2 năm trời dòng dã em dùng, hiện tại bây giờ em không dùng bất cứ một sản phẩm nào để mình uống vào bên trong bổ trợ cả. Bởi vì sao? Chỉ duy nhất một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên Beauty Blood này là đã đủ để chăm sóc cho làn da của em rồi. Em nói thật với nhà mình là cái thời tiết nắng nóng như thế này, bôi kem ở ngoài không đủ được. Và bôi kem ở ngoài nó cũng chỉ hỗ trợ là bao bọc ở bên ngoài da thôi. Nhưng thực tế cái làn da của chúng ta là 5 lớp biểu bì, ở bên ngoài da này còn là 4-5 lớp ở bên sâu trong nữa, mà chúng ta không thể nhìn thấy những cái dấu hiệu đó bằng mắt thường được. Tại làm sao chúng ta bị mụn, tại làm sao chúng ta bị lão hóa, bị nám, bị tàn nhang ở hai bên gò má, là bởi vì chúng ta thiếu cái nội tiết tố bên trong, chúng ta bị thay đổi nội tiết tố. Đó, tại làm sao mà cái độ tuổi mãn kinh và tiền mãn kinh thì các chị lại da nó lại bắt đầu bị sũng xịu, nó sẽ nhanh hơn là những cái người mà cái độ tuổi độ 18-20, bởi vì khi đó cái estrogen của mình nó ít rồi. Thì đây nó là cái viên uống bổ sung 100% cái estrogen đó, tăng sinh collagen cho làn da của chúng ta, chống nắng chỉ số cao nhất tính tới thời điểm hiện tại là 50 SPF cộng. Thế nên là khi mà sử dụng viên uống này thì nếu như chị em nào mà có lười gọi là chăm sóc da, lười đi spa, lười dùng kem chống nắng thì nhà mình chỉ cần gọi là uống viên này thôi là có thể bao bọc bảo vệ làn da từ A đến Z rồi. Em không biết là nhà mình như thế nào, nhưng mà em quay là quay từ sáng đến đêm luôn. Mà 2 năm vừa rồi em dùng sản phẩm này là em không phải sử dụng bất cứ một cái sản phẩm hỗ trợ chống nắng nào cả. Em nói thật. Còn đương nhiên là khi tới đoàn phim thì phải bả Matisse rồi, phải bả Matisse rồi, và cũng phải có một cái chút gọi là dưỡng da ở bên dưới da rồi. Thế nhưng mà nói thật, dưỡng bằng rời cũng không được, mà quan trọng là mình phải chăm sóc từ bên trong da. Đó, mình phải kết hợp cả hai cái là tốt nhất. Bôi kem chống nắng bên ngoài và uống cái viên uống Beauty Blood ở bên trong thì em đảm bảo là sẽ không bao giờ da các chị đẹp sẽ gặp những cái dấu hiệu về mụn, về nám, về tàn nhang nó xuất hiện trên da nữa. Ok, em không có bán sản phẩm này. Đó, ai muốn mua thì gặp em Ngọc Trinh nhá. Đây là sản phẩm gọi là độc quyền của em Ngọc Trinh. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao mà da em ấy lại trắng như vậy rồi. Và bây giờ em cũng đang cố gắng phấn đấu nỗ lực để da gọi là trắng bằng gọi là đến gọi là một nửa của em Trinh đây. Thế nhưng mà thôi, nói thì nói vui vậy thôi. Lòng tham con người vô đáy, biết thế nào là đủ ạ. Với em thì dùng Beauty Blood như thế này là em đã quá là viên mãn rồi. Đấy nhà mình nha. Nắng mưa là việc của trời, da căng trắng sáng dạng người beauty. Nên xin phép nhà mình là bây giờ em cứ uống luôn 2 viên để em chống nắng. Trời ơi, nhà mình có biết không, ngoài trời đang nắng gắt 180 độ luôn. Nhìn trông có vẻ là tươi tỉnh này, thôi tí ra phải kia là mồ hôi một kia vã vượi. Đây nhà mình ơi, một ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 viên. Nhân tiện em uống 2 viên thì mình sẽ 2 viên này, 2 viên đẹp da này, 2 viên chống nắng Beauty Blood này đó, của em Ngọc Trinh nha. Rồi, đó, đây cái hộp của nó như này nha. Đó nhà mình ơi, hộp như này rất xinh tươi này. Bên trong cái hộp
nó có cái giấy hướng dẫn sử dụng. Đó, bên trong cái hộp và đằng sau cái giấy hướng dẫn sử dụng thì nó còn có một cái hộp to nữa, nhưng mà cái hộp to thì em đang để ở nhà và em chỉ mang cái hộp bé này đi thôi. Nhưng hôm nay là em cố tình em quay clip thì em phải mang cái hộp này đi, chứ bình thường em chỉ mang cái hộp nhỏ này. Đó, chắc riêng cái hộp nhỏ xinh thì mang đi mang lại cực kỳ là tiện. Đó, lúc nào mà quên thì không uống nhưng mà nhớ ra cái móc ra thì uống luôn, cho vào trong túi sách mang đi mang lại rất là tiện nha mình nha. Ok, ngày hôm nay qua cái kinh nghiệm từng trải của bản thân em về viên uống Beauty Plus thì hy vọng là sẽ cho nhà mình kinh nghiệm quý báu trong việc chăm sóc làn da, đặc biệt là với cái thời tiết Hà Nội kể cả là Sài Gòn nắng nóng vỡ đầu ra như thế này thì nhà mình vẫn sẽ giữ được làn da căng bóng trắng hồng hào mịn màng tự nhiên, trắng cỡ ngọc trinh mới chịu nha.